Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, bài 16, trang 168. Hoạt động ngữ văn, thi kể chuyện. Hướng dẫn, một nhỏ là tất cả học sinh trong lớp đều phải tham gia. Hai là mỗi học sinh phải chuẩn bị kể lại một câu chuyện mà mình tâm đắc nhất. Bất cứ chuyện đó thuộc thể loại nào, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện trung đại, truyện đời thường, truyện tưởng tượng. 3. Kể chứ không phải học thuộc lòng. Lời kể phải rõ ràng, mạch lạc, biết ngừng đúng chỗ, biết diễn cảm, có ngữ điệu. 4. Là khi kể phải phát âm đúng. 5. Tư thế kể phải đàng hoàng, tự tin, mắt nhìn thẳng vào mọi người, tiếng nói đủ nghe, không lý nhí, trong cổ và cũng không gào khi không cần thiết. 6 là biết mở đầu trước khi kể và biết cảm ơn người nghe khi đã kể xong. 7 là người kể chuyện hay hấp dẫn là người biết làm chủ câu chuyện, thể hiện ở những điểm thuộc truyện, hiểu truyện, biết kể chuyện, kể tự nhiên, liền mạch, có ngữ điệu, biết nhấn mạnh, biết diễn cảm, biết ngừng đúng chỗ để gây chú ý, không kể thừa, gây được ấn tượng tốt đẹp cho người nghe. Thì như vậy các em vừa xem qua cái phần hướng dẫn về cái phần thi kể chuyện, cái hoạt động ngữ văn. Thì sau đây có một cái bài kể chuyện tham khảo như sau. Kể lại chuyện Thạch Sanh. Ngày xưa ở quận Cao Bình có đôi vợ chồng già mà chưa có con. Thế họ chăm chỉ làm ăn, lương thiện, Ngọc Hoàng đã sai thái tử xuống đầu thai làm con. Không lâu sau cha mẹ chàng qua đời, chỉ để cho chàng một lưỡi búa. Ngọc Hoàng đã cho thiên thần xuống dạy cho Thạch Sanh võ nghệ. Thạch Sanh kết thân, bạn với Lý Thông. Bị Lý Thông lừa, cứu công chúa của thái tử con vua Thủy Tề. Thạch Sanh được tặng cho cây đàn. Cây đàn đã giúp cho chàng giải oan, công chúa khỏi căm, đuổi được 18 nữ chư hầu. Chú ý đến cái niêu cơm. Thạch Sanh đã lấy công chúa và làm vua, còn mẹ con Lý Thông thì bị xét đến chết. Thì đây là một ví dụ, các em sẽ kể lại câu chuyện Thạch Sanh. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.